Rồi, xin chào các bạn nhá. Hôm nay có ông em ở bên hàng xóm này, ông ấy sang ông nhờ mình định hình cho một cây sam. Chắc em mua trên mạng về đây. Em cũng bảo là sang nhờ mình vì để làm cho một cây sam mini để chơi thôi. Bây giờ thì thực ra ấy, là cây này mình thì nhìn qua ấy, mình thấy thì có đường co rất rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà để thẳng như thế này ấy, thì nó bình thường. Đấy, thế bây giờ mình qua một lúc mình ngắm lên mình nhìn thấy là cái cây này nên là vật dáng. Mình sẽ vật dáng đi, vật dáng thành một hoành như này đi. Đấy, thân hoành này thì trông nó sẽ rất là đẹp. Vì có đường co rất là đẹp luôn, đây đường co rất đẹp luôn. Nhưng mà lại có cái rễ ở đây. Cái ý tưởng của mình là bây giờ cái rễ này khoan phải cắt đi, bỏ ở đây để lấy cái đường co này. Đấy, thì trông nó sẽ duyên hơn và nó có đường co rất đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn đường co rất đẹp, nếu mà bỏ cái đoạn rễ này ra. Đấy, rồi ok, giờ mình bắt tay vào làm thôi. Rồi, mình chuẩn bị cho em một cái rễ này, một cái chậu bé như này thôi đó. Rồi, bắt tay vào làm. Tạo đường co rất đẹp luôn. Cắt luôn. Rễ bỏ vợi. Nhiều rễ, cắt vợi rễ. Đất Akalama, phần đất Akalama. Cho đất Akalama vào đây. Rồi, sau khi mình đã trồng đất Akalama vào rồi này, định hình chắc cho cây cây sam này này. Đó, đó, đường cong rất là đẹp luôn, trông rất nghệ thuật đúng không các bạn. Bây giờ mình sẽ tưới thôi, tưới nước cho em, và đắp cho em một chút rêu.
thêm một chút rêu vào đây. Rồi bây giờ đã xong. Thế thôi. Ở cái chỗ này mình bôi keo nhé. Bôi keo đến sẹo. Đây. Mình bôi keo đến sẹo. Bôi keo đến sẹo vào đây. Bôi keo lên sẹo một lúc chỗ cắt dễ đấy, cho nó bo sẹo lại.